Góc nhìn Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, bãi cạn Scarborough là một rạn san hô vòng gồm nhiều đá ngầm và đá nổi, nằm giữa quần đảo Trung Sa ở Biển Đông. Bãi cạn này nằm cách vịnh Subic 123 hải lý và cách đảo Luzon khoảng 137 hải lý. Tuy nhiên, từ tháng 6 năm 2012, Trung Quốc đã chiếm thành công bãi cạn Scarborough này từ tay của Philippines. Bãi cạn Scarborough dù chỉ là một rạn san hô vòng gồm nhiều đá ngầm và đá nổi nhô lên từ 0,5 đến 3 mét trên vùng đáy biển sâu thẳm khoảng 3.500 mét, nhưng ngày nay nó có vai trò và vị trí chiến lược trọng yếu bởi bãi cạn này có chu vi tới 55 km với tổng diện tích khoảng 130 km vuông. Việc chiếm giữ bãi cạn Scarborough mang lại lợi thế rất lớn cho Bắc Kinh trong việc kiểm soát Biển Đông khi bãi cạn này nằm cách đảo Hải Nam tới 850 km. Chính vì thế, bãi cạn Scarborough sẽ là một quân bài tốt nhất của Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Đây cũng là tựa đề của một bài viết trên trang mạng Thấu Théo của Trung Quốc thời gian gần đây. Bài viết này viết rằng, bãi cạn Scarborough là pháo đài cửa ngõ ở phía đông bắc của Biển Đông, là rạn san hô duy nhất ở phía đông bắc của Biển Đông. Khi đã kiểm soát được bãi cạn Scarborough thì có thể kiểm soát được vùng biển rộng lớn xung quanh. Nó cũng có thể bảo vệ được cực nam của eo biển Đài Loan và đoạn từ Thái Bình Dương đến Biển Đông. Có bốn quần đảo lớn ở Biển Đông với nhiều đảo và rạn san hô ở quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, trong khi quần đảo Đông Sa và quần đảo Trung Sa thì rất ít. Vì quần đảo Đông Sa là gần nhất với đất liền và do Đài Loan của Trung Quốc đóng quân, chúng về cơ bản là vấn đề nội bộ và chưa bao giờ là trọng tâm của các vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Bãi cạn Scarborough là thực thể duy nhất ở quần đảo Trung Sa, là nơi có tình hình phức tạp và nhạy cảm nhất ở Biển Đông. Từ góc độ này có thể nói, bãi cạn Scarborough là một cực của Biển Đông và là một vị trí có giá trị chiến lược, nhưng đã 10 năm trôi qua, thực thể này vẫn chưa được chú trọng xây dựng và cải tạo thành một tiền đồ lớn. Nhìn toàn cảnh Biển Đông, nếu không tính đảo chính Hải Nam, các đảo liên kết và đảo Đông Sa, thì bãi cạn Scarborough là đảo có điều kiện tự nhiên tốt nhất, vừa có rạn san hô bằng phẳng vừa có đầm phá rộng lớn. Khu vực này lớn hơn nhiều lần so với đá Vành Khăn, và quan trọng hơn là các tàu lớn có thể đi vào đầm phá thông qua đường các cửa tự nhiên. Khác với các rạn san hô lớn như Cụm Sinh Tồn và Cụm Nam Yết ở quần đảo Trường Sa, bãi cạn Scarborough là một rạn san hô độc lập và có diện tích lớn. Diện tích của rạn san hô này gấp hàng chục lần đảo Phú Lâm, gần tương đương với 10 lần diện tích của đá Sobi, thực thể địa lý lớn thứ hai ở quần đảo Trường Sa. Điều hiếm thấy hơn nữa là mặc dù bãi cạn Scarborough chỉ cao hơn mặt biển vài mét khi thủy triều lên, nhưng độ sâu của rạn san hô khổng lồ này lại cực kỳ nông, chỉ từ 0,5 đến 3 mét so với mặt nước biển. Bãi cạn Scarborough là một cơ sở thủy sản khổng lồ, các vùng biển gần đó rất giàu sinh vật biển, khoáng sản và tài nguyên dầu khí. Nếu một hòn đảo lớn được xây dựng, giá trị của nó sẽ được nhân lên gấp bội phần. Bãi cạn Scarborough tuy chưa được xây dựng quy mô, nhưng đây quả thực là quân bài tốt nhất trong tay của Trung Quốc. Nó có tác dụng lớn trong việc răn đe Philippines. Một khi bãi cạn Scarborough được xây dựng đồng nghĩa với việc hình thành một thành phố lớn của Trung Quốc gần quần đảo Trường Sa. Mặc dù có nhu cầu cao về việc xây dựng bãi cạn Scarborough, nhưng hiện nay chưa chắc đã xây dựng được, để tránh gây thù chuốc oán quá nhiều với quốc tế. Do đó, trước mắt chỉ cần kiểm soát bãi cạn Scarborough trong tầm tay của Trung Quốc là được. Các bước đi tiếp theo cần theo dõi động thái của các bên liên quan. Việc cấp bách nhất ở Biển Đông hiện nay là phải quan tâm đến xu hướng xây dựng đảo trên quy mô lớn của Việt Nam và tìm ra giải pháp thiết thực. Dù sao thì Việt Nam cũng là nước kiểm soát được nhiều đảo và bãi đá ngầm nhất ở quần đảo Trường Sa. Các thực thể này đều có điều kiện tự nhiên tốt và diện tích lớn. Các đảo và bãi đá ngầm mà nước này đang kiểm soát đều nằm trên huyết mạch dầu mỏ lớn nhất ở Biển Đông và Trung Quốc không thể chờ đợi thêm được. Các bạn thân mến, với thế đơn độc của thực thể địa lý này ở giữa Biển Đông, vô hình chung đã tạo lợi thế thuận lợi cho Trung Quốc nếu Bắc Kinh thực sự cải tạo nó thành một căn cứ quân sự hiện đại. Đây là một rạn san hô rất lớn, việc xây dựng tiền đồn trên bãi cạn Scarborough sẽ giúp Trung Quốc hoàn thiện hơn nữa việc bao quát vùng trời trên khắp Biển Đông. Nếu Trung Quốc xây dựng đường băng ở bãi cạn Scarborough, nó sẽ giúp mở rộng tầm với cho không quân Trung Quốc trên Biển Đông thêm ít nhất 1.000 km nữa và vươn vùng giám sát đến đảo Luzon, một cửa ngõ trọng yếu vào Thái Bình Dương cũng như khu vực quần đảo Trường Sa. Trung Quốc đang dần tiến tới thực hiện hóa tham vọng độc chiếm Biển Đông, trong toan tính thâm sâu đó, chiếm giữ rồi thiết lập một tiền đồn quân sự trên bãi cạn Scarborough sẽ trở thành một bàn đạp lợi hại để Bắc Kinh thực hiện tham vọng của mình. Do đó, các bước đi của Việt Nam trong thời gian gần đây trong việc nâng cấp đảo,
cải tạo quy mô đồn trú được xem là các bước đi phù hợp nhằm sẵn sàng ứng phó trước khi Trung Quốc quá lớn mạnh trong thế đối đầu với các bên liên quan ở Biển Đông. Chương trình của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.